quý vị và các bạn, chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 sẽ diễn ra. Thời điểm hiện tại đang là giai đoạn căng thẳng, áp lực đối với học sinh khối 12. Tuy vậy, nhiều em vẫn có những cách thức để tự giải tỏa áp lực tâm lý cho bản thân. Đây là một trong những biện pháp thư giãn giải trí của em Trử Phương Thảo, trường Trung học Phổ thông Văn Giang trong những ngày này. Một ngày có tới 11-12 tiếng dành cho việc ôn tập, những phút giây thư thái như thế này là thời gian Thảo tự cân bằng lại cảm xúc, duy trì một trạng thái tích cực, tươi trẻ. Quá trình giải trí đấy nó cũng sẽ giúp em có thêm năng lượng và có thêm tinh thần nhiều hơn để lại chuẩn bị quay trở lại với việc ôn tập. Trong quá trình giải trí thì mình cũng tích lũy được một số những cái kiến thức nhất định hỗ trợ cho mình trong quá trình ôn thi. Cố gắng là giữ một cái tâm thế bình tĩnh, tự tin bước vào cái kỳ thi này dù cho kết quả của bản thân có ra sao. Khác với Thảo, hai em Lê Xuân An và Nguyễn Gia Khánh trường Trung học Phổ thông Văn Lâm lại lựa chọn hình thức học nhóm để giảm tải áp lực. Có thêm bạn đồng hành, cùng học, cùng chơi giúp cho những ngày ôn thi bớt nặng nề hơn. Ôn một mình thì nó sẽ rất là nhanh, cảm thấy là chán nản, với cả nhiều bài nó rất khó thì hai bạn thì sẽ có thể giúp nhau hơn. Khi nào kiến thức mình quên thì bạn có thể nhớ và bạn sẽ bù đắp. Còn những lúc giải trí thì chúng ta có thể cùng nhau xem phim hoặc là chơi game hoặc là chơi thể thao. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh. Sự kỳ vọng của gia đình, người thân cũng tạo nên áp lực tâm lý cho các em. Do đó, chuẩn bị kỹ về tâm lý và tâm thế giúp con vượt qua những áp lực thi cử là điều mà các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm. Đối với gia đình thì không đặt cái tạo áp lực lớn đối với con cái trong cái việc học. Thì cái quan trọng là cái ý thức học của con như thế nào. Có những lúc áp lực học tập lớn thì gia đình cũng là có những trao đổi và cho các cháu thư giãn ở bên ngoài, chẳng như là xem TV hay là cùng tham gia hoạt động ngoài trời để cho con có tinh thần thoải mái. Các sĩ tử đang đếm ngược từng ngày để đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tâm trạng của các em thường có nhiều hồi hộp, lo lắng và rất nhạy cảm. Để giảm được áp lực, điều quan trọng nhất là bản thân các em phải tự ý thức được rằng kỳ thi không phải là tất cả. Nếu không may mình không qua được thì sẽ thi lại chứ không phải là tương lai sẽ sụp đổ.